béo phì tinh thần tôi đề cập ở đây ám chỉ sự tiếp thu, diễn dịch rồi kính ngưỡng quá mức các quan điểm tích cực một cách phi thực tế. Nếu chỉ tính riêng luận điểm con người thành công hay buông bỏ hạnh phúc, các bạn sẽ thấy hàng chục cái content liên quan ở đủ các dạng khác nhau, từ podcast, bài viết, sách cho đến các video viral trên TikTok và YouTube. Đồng ý, nó có tác dụng khai sáng phần nào, có thể giúp ngộ ra cái thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của mình. Cảm giác đó rất sảng khoái, nhưng lượng dopamine ban đầu sẽ dần lao dốc khi cứ bắt gặp những nội dung tương tự liên tục. Khám phá thử thì chẳng có gì mới, họa chăng chỉ khác nhau ở cách thức truyền tải. Ấy thế mà trong những lúc gặp vấn đề trong cuộc sống, thay vì thực sự tìm hướng giải quyết một cách thực tế, nhiều người vẫn tìm đến những sản phẩm như vậy để trấn an và tự mãn về bản thân. Nó chẳng khác nào trò đùa về vấn nạn chục năm trước, khi người ta nói tiếng Anh thích xì âm sờ sau đuôi tất cả mọi từ để nghe có vẻ sang. Tôi ngờ ngợ dường như thói yêu chuộng hình thức màu mè chưa bao giờ bị mất, chỉ là người ta đang tìm cách gắn cho nó cái tên hợp lý hơn, cái cớ văn minh hơn và kín đáo hơn mà thôi. Vậy những vấn đề mà giới trẻ ngày nay đang gặp phải đối với các tư tưởng phản tri thức là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết của tác giả Quốc Đạt được đăng tải trên website Spider Room nhé. Lưu ý rằng video đã thay đổi một vài từ ngữ để giảm nhẹ mức độ nặng nề cho bài viết. Rèn luyện bản lĩnh con người trước những lo âu của đời sống hiện đại, trang bị cho bản thân một tâm thức mạnh mẽ trước thời đại biến đổi khôn lường, một kim chỉ nam định hướng tâm hồn tới bình yên và hạnh phúc, thực hành chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống cùng Seneca những bức thư đạo đức, khám phá và đặt ngay bộ sách tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Triết lý mì ăn liền là một loại triết lý đề cao tính giải trí hơn giá trị tri thức. Người ta tìm đến nó để hưởng thụ thứ kích thích cao học thay cho các kích thích giác quan thuần túy vốn đã quá nhàm chán, cũ kỹ và kém sang. Nhưng giá trị đó rất ngon và một phần nào cũng bổ về tinh thần, nhưng ăn nhiều quá thì dễ gây béo phì, nặng nề và trì độn. Những nội dung triết lý phát triển bản thân, chữa lành, tích cực đang dễ tiếp cận và ngày càng cá nhân hóa. Điều này khiến người ta dễ bị đắm chìm đến nỗi sinh ra ảo tưởng rằng mình đang thực sự tốt lên, dù thực tế có vẻ không giống lắm. Vẫn lười biếng, vẫn ham hưởng thụ, vẫn thụ động và vẫn né trách nhiệm, thích sân si, thích khoe khoang, thích than thở. Quả thực, mục tiêu cải thiện nhận thức rất hấp dẫn, nhưng một phần chỉ đang cố chạy theo bệnh thành tích bằng cách tự ép mình nghe podcast về chủ đề tâm lý tình yêu, cuộc sống càng nhiều càng tốt. Họ gượng ép suy nghĩ theo hướng tích cực, tự ép bản thân phải ăn mặc đẹp đẽ để người khác ngắm nhìn và ngưỡng mộ, lậm chill deep nghe nhạc indie và post story mang màu sắc thâm trầm với mục tiêu duy nhất là gây sự chú ý. Tự mãn lấn át tự cường chính là miêu tả chính xác về hiện tượng trên. Mọi ý tưởng dần mất đi tính thực tế bởi người ta cứ mãi gắn mác rồi bị lôi cuốn theo cái sắc thái tiêu cực, tích cực của quan điểm, tô hồng thực tại, thay vì tập trung vào nhiệm vụ làm rõ bản chất của vấn đề theo hướng chính xác nhất. Cách truyền tải đang dần trở nên rông dài lê thê, đặt nặng cảm hứng bởi người ta ưa chuộng hoa mỹ hình thức như một tác phẩm nghệ thuật hơn là giống một bài học thực tế. Sau một thời gian tiếp thu, nhiều cá nhân bắt đầu ngứa tay rồi từ đó tự diễn dịch bằng trí tưởng tượng và tài văn chương nghệ thuật. Mọi thứ sẽ từ từ xa vời nội dung cơ bản ban đầu và trở nên méo mó, lấp liếm, vô căn cứ. Nói đâu xa, chỉ riêng học thuyết tính không trong Phật giáo đã có không ít người hiểu lầm và xuyên tạc bằng cách gắn liền nó với nỗi sợ thấp thỏm sẽ mất đi một thứ gì đó bất cứ lúc nào. Thậm chí, họ gắn liền nó với nỗi sợ tận thế. Quanh năm suốt tháng, họ dành thời gian ra để dầu dĩ vì bản chất vô thường đầy rủi ro của đời sống, chứ chưa từng ngộ ra được đằng sau học thuyết tính không là cả trí tuệ thấu tỏ dòng chảy, biến thiên sống động của vạn vật. Họ sợ hãi, cố chấp và dựa dẫm vào thần thánh bằng niềm tin, bằng lễ nghi, bằng từ thiện để cầu an, cầu tài đến mức mê tín. Họ đâu biết rằng bản thân đã vô tình phản bội con đường Đức Phật đã dạy rằng mình phải đi trên chính đôi chân của mình, đạo tự tại đã biến thành đạo yếu nhược bởi lối mòn như thế. Sự lên ngôi của chủ nghĩa tương đối trong giới trẻ đã đánh dấu một sự phát triển vượt bậc về tự do nhận thức. Nhưng khổ nỗi tự do mà không có định hướng tốt thì rất dễ lạc lõng. Một số bạn trẻ đang hoang mang và hoài nghi trước nhiều quan điểm, nhất là quan niệm đạo đức và tính tốt xấu của mọi vấn đề. Nhận thức chưa đầy đủ cộng với thiếu trải nghiệm thực tế, kèm quán tính bài trừ các giá trị cổ hủ đã hình thành nên một loại định kiến mới. Định kiến sẵn sàng quy chụp và bài bác mọi thứ họ ghét, quan điểm trái chiều với lý do tôn trọng sự tự do và sự khác biệt. Lỗ hổng của loại tư duy tự do đó phát sinh bởi nó không đến từ nhận thức sâu sắc mà chủ yếu đến từ cảm nhận chủ quan mơ hồ và lỏng lẻo. Sự tự do trong hệ quy chiếu cá nhân bây giờ trở thành một cái cớ hoàn hảo để không bị công phá, tương tự với vấn nạn sa đà và chiều hướng cực đoan duy tâm trong Phật giáo. Sự tự do ấy có vẻ tích cực nhưng sâu bên trong tiềm tàng những nỗi bất an thụ động, trì trệ, phóng túng, suy diễn và bế tắc phương hướng. Quả thực, nhiều bạn trẻ đang bị nhấc bổng khỏi chiều sâu của hiện thực để đến với thời đại tư duy và hành động theo trend. Ví dụ như giao tiếp bằng tiếng lóng bắt trend, thậm chí đọc sách, nghe nhạc, xem phim cũng phải theo trend.
họ đang cố theo đuổi những kích thích cảm quan, dần ra bên trong họ hình thành nội tại tư duy cảm tính, thụ động, phụ thuộc, hấp tấp, ngắt quãng, hời hợt. Đó là những cực đoan ngăn cản phát triển nhận thức và học tập sâu một cách chủ động và khách quan. Nhìn vào thực tế, không chỉ tri thức mới bị đem ra là mức hình phong, thứ bị đem ra làm trò hề trước cả tri thức theo cách này không gì khác chính là đạo lý, chỉ bởi vì nó dễ hiểu và dễ đồng cảm hơn nhiều. Đối với những người hay mõm, đạo lý là vật trang trí treo trên vành môi của họ mà họ luôn sẵn sàng bán đi với một cái giá vô cùng hấp dẫn. Những người này thường ra vẻ, giao giảng, hô hào để thâu tóm nhân tâm, đến khi cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Lúc bầu trời bắt đầu sầm xì, giá của một chiếc áo mơ ni lông sẽ đi vào vạch khởi động, để rồi tăng phi mã như tốc độ rơi của từng giọt mưa. Chẳng cần có lý do hợp lẽ, chỉ còn đó những kẻ lỡ đường đang rét run cầm cập bên lề vỉa hè mà thôi. Đằng kia, một ổ bánh mì biết kỳ thị chủng tộc đang phân biệt rạch ròi giữa giá bán cho Tây và giá bán cho ta, lừa đảo việc làm, bắt chẹt trừ lương và còn vô vàn chuyện nực cười tương tự, soi canh điểm chung, móc túi một cách chính danh. Biết đâu trong số đó không thiếu những người vô cùng đạo lý, họa chăng họ chỉ đang tranh thủ lợi ích mà thôi. Vâng, một thứ đạo lý khôn lỏi. Ngặt nghèo lắm, họ mong cầu người khác cư xử dịu dàng, tử tế, bình đẳng với mình và hằng xây dựng một viễn cảnh xã hội tươi đẹp. Nhưng chính họ cũng là những người tự phong cho bản thân đặc quyền ăn trên ngồi trước, xuồng xã, trịch thượng, gian manh và lợi dụng người khác. Họ không xem đạo lý như là cánh olive, họ xem nó như là một cái khiên để che giấu những mũi gươm sắc lẹm, chỉ trực chờ để tung đòn hiểm hóc, triệt hạ đối thủ nhằm tước đoạt một lợi ích nào đó. Ở góc nhìn rộng hơn, quan niệm khôn lỏi đó đã kích thích trả đũa và bắt chước trên diện rộng, rồi cứ thế chúng ta ghì nhau xuống đáy vực nhân tâm nhưng vẫn luôn mồm kêu than để cảm thấy mình vô can. Trời ơi, đạo đức băng hoại rồi, xã hội thối nát rồi. Có thể những vấn đề mà tôi nói trên cũng tương tự với tích cực giả tạo, nhưng sâu bên trong dường như tôi cảm nhận được cái gì đó còn khó chịu hơn. Kho tri thức đồ sộ của nhân loại dễ làm người ta lạc lối. Biểu hiện của những người lạc lối là không nắm rõ chi tiết, bản chất các khái niệm, sự vật và hiện tượng, nhưng lại thích thể hiện, đánh đồng, suy diễn, so sánh, diễn dịch theo kiểu đầu voi đuôi chuột với tâm thế cảm tính, thiên kiến, chủ quan và phi thực tế. Hệ quả là xuất hiện một loạt tri thức giỏm, ngụy biện gan dở. Tệ hại hơn, chúng ta có ví dụ về những tên phản tri thức đang nhung nhúc ngoài kia. Họ ngạo nghễ trên đống năng lực có giới hạn, song rất giỏi lẽo lự nói ngược nói xuôi, ngấm ngầm thái độ ngông cuồng, hiếu thắng hiếu chiến, sẵn sàng gây sự chế nhạo bất cứ ai làm họ ngứa mắt. Lộ liễu nhất là trên mạng xã hội, đến khi trình độ thấp kém tự tố cáo họ, họ bắt đầu quanh co trong bất lực và thậm chí có thể chuyển sang phủ đầu bằng ngôn từ và lý luận công kích cá nhân từ kín đáo đến thô tục như là bố mày ngu. Tôi cảm tưởng họ là những tên lưu manh ngạo mạn, dùng gáy sách và những câu chữ để thay thế dùi cui dương cao quyền lực man di trong thời hiện đại. Họ vừa đang ghét, cũng vừa đang thương. Họ là nạn nhân của những vũng lầy tư duy dễ dãi, đại khái, hỗn độn, nhồi nhét đến mức lệch lạc, cộng với đó là tâm lý tự ti và ích kỷ đến mức tự luyến. Một yếu tố quan trọng không kém gây ra vấn nạn tư duy vừa lỏng lẻo vừa cố chấp vừa ích kỷ chính là môi trường sống, cảm tính và thực dụng. Hãy nhìn vào thực tại. Vẫn còn đó rất nhiều nguồn đưa tin sặc mùi định hướng cảm tính với dạng tiêu đề phẫn nộ, đáng ngưỡng mộ, nhờ phụ huynh thúc ép con mình học nhồi nhét và gieo vào đầu chúng thói đố kỵ với bạn bè cùng trang lứa. Cũng còn đó không thiếu những người mắc tật soi mói từng tiểu tiết, từ chiếc xe, cái túi sách, giày dép, quần áo, điện thoại di động, cho đến từng cử chỉ, lời nói. Thậm chí, nhiều người còn tranh giành từng mét đường khi tham gia giao thông và sẵn sàng bấm còi inh ỏi để thúc ép người phía trước tiến lên khi đèn tín hiệu còn chưa kịp chuyển sang xanh. Dường như người ta vẫn đang luẩn quẩn, quay cuồng trong vòng xoáy hơn thua vặt vãnh. Đối với họ, tầm quan trọng của tri thức đã không vượt qua được danh lợi trước mắt để đến với mục tiêu khai phóng. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn có đó một yếu tố khách quan to lớn cản trở tri thức lan tỏa sâu rộng, đó là sức ép của cơm áo gạo tiền. Dường như càng bàn nhiều thì tâm tư lại càng mông lung, nhất là trong thời đại mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức người ta quên đi lời xin lỗi và cảm ơn, nhưng luôn sẵn sàng ngồi đến vài chục phút chỉ để chữa lành. Nhiều người sống YOLO, chấp nhận và trải nghiệm mọi thứ, nhưng cũng nhiều người tham hưởng thụ, vô trách nhiệm, vô tâm và vô cảm. Người bàn luận đạo lý thì nhiều, nhưng drama cũng không ít. Liệu chúng ta có đang tiến bộ thực sự trên tiến trình văn minh hay không? Hay chỉ đang vô thức,
cố gắng xây dựng một hệ thống định kiến sắc sảo nhằm bao biện một cách thuyết phục hơn. Và đó là những cảm nghĩ của tác giả Quốc Đạt. Ý kiến của các bạn ra sao? Đồng tình hay phản đối với các lập luận của tác giả? Hãy comment cảm nghĩ của mình xuống bên dưới nha. Hãy subscribe cho Spider Room để đón xem nhiều nội dung thú vị khác sẽ được ra mắt trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!